đây là tuyết vẫn còn. Đây là chị Loan, là người mới từ vùng nhiệt đới, mới từ Việt Nam sang, là tưởng là hết tuyết rồi mà tuyết vẫn còn. Téo 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 cái téo cầm tuyết cho bố cái phim cái này, cầm tuyết cái này, nó đi lòng chịu cái này đó, lấy cái cây cào tuyết đó coi đó đó đó, nói coi lạnh không? Dạ. Rồi đây tuyết đây, tuyết tháng 6 nha, đây không phải là tháng 6 trời mưa mà tháng 6 trời tuyết nha, đó. Tuyết là đang tàn, bỏ tay đang tàn đó tuyết. Tháng 6 trời mưa mà nghe nó này đất tháng 6 trời tuyết. Kia trên kia là tuyết đang tàn nữa, đang tàn chảy. Chớt đi, chớt đi, chớt cho bà con anh em ở Việt Nam biết là đây là tuyết thật cho mình chảy. Không có êm bông nữa. Thank you.
quay một chút cho hình chú, hình chú cho nè nè này. Đèo thờ, cầm tuyết đó, thử ngồi xuống chút xíu coi tí nó có ướt hay không. À. Ừ, chú đang quay phim, chú đang quay phim. Thấy là đi qua mùa tuyết mà lại còn vẫn còn có tuyết nó đợi mình cho mình biết bác rồi, tuyết chứng luôn tỏ là chứng tỏ là xứ xứ này là đất lạnh tình đồng cho nên tuyết đây, nó không nỡ nó tàn đợi tuyết để chờ đợi bác con. Tuyết nó không nỡ nó tàn. Hai chị em chơi một chợ, hai chị em đi chơi tuyết chờ tuyết tuyết chờ tuyết vỡ mộng